là Ngụy Viên, giết chết Ngụy Viên để chặt cánh tay của Khổng Minh. Dạ. Tào Trân, Ngụy Viên ở đây, mau nộp bản. Rồi. Đại đô đốc, chạy mau. Dừng sống, mau chạy đi. Đại đô đốc, chạy mau. Chạy mau. Là tiễn của Gia Cát Lượng. Sảng khoái, sảng khoái. Đại đô đốc, thi thể của Dương Sông tướng quân được thuộc quân đưa tới trại ta. Mau lui ra. Đại đô đốc, cẩn thận. Đại đô đốc, ngài đang bị thương. Cẩn thận đó. Đại đô đốc, cẩn thận. Đại đô đốc, ngài đang bị thương. Đại đô đốc, đại đô đốc, ngài đang bị thương. Cẩn thận, cẩn thận. Đại đô đốc, đại đô đốc, đại đô đốc, đại đô đốc, cẩn thận đó. Dừng sống. Sao trước khi Gia Cát Lượng qua Hán Thục gửi bức thư này cho đại tư mã Tào Tường Đan, ngài không học theo hậu bối, cố đi ngược đường, khiến binh tàn ở Tạ Cốc gặp mưa dầm ở Trần Thương, đường thủy khó khăn, nhân mã hoảng loạn, bỏ binh giáp ở ngoài thành, bỏ đau thương đầy trên đất, tướng quân tan lòng và nát dạ, đô đốc bỏ chạy như lũ chuột.
biết lấy gì gặp phụ lão trong quan, còn mặt mũi nào ngồi trong tướng phủ. Sử quan sẽ ghi chép tất cả, ba tánh sẽ truyền miệng khắp nơi. Đồng đạt lâm trận luôn cẩn thận, tử đang lại hấp tấp vội vàng. Quân ta binh cường mã tráng, đại tướng như hùng ngựa lao nhanh, quét tần xuyên thành bình địa, quét quỷ quốc thành đất quan. Đại đô đốc, mau lên. Lương thực còn được mấy ngày nữa? Bẩm thừa tướng, chỉ đủ cho 7 ngày nữa. Xe lương của Lý Đô Hộ vẫn chưa tới sao? Hà Quang đã cho người đi đốc thúc rồi. Sứ giả không gặp được Lý Đô Hộ, xe lương lâu rồi không xuất phát. Thật sự Hà Quang cũng lực bất tòng tâm. Giờ là đang lúc thu hoạch lúa mì. Quanh đây vùng nào có nhiều lúa mì nhất? Thừa tướng, Lũng Thượng nhiều lúa mì nhất, nhưng đó là nơi đóng quân của Ngụy quân. Chuẩn bị cướp lúa. Rõ. Thừa tướng, Tây Thành từ biệt, ngài không việc gì chứ? Đại đô đốc, có quân truyền lệnh mà. Được, để ta nhờ. Quân đâu? Có. Chuyện lời của đại đô đốc, từng câu từng chữ, không được thiếu sót, cho bọn họ nghe. Rõ. Thừa tướng, họ cho một hàng lính mà truyền lệnh, lẽ nào khinh quân ta ốm yếu? Ngăn cách mà dẫn dấn an. Được, cho quân truyền lệnh của ta chuyển lời lại đi. Quân truyền lệnh có. Lên đây. Tránh. Không nắm được trương lương, không thể có phong thái như vậy à? Đó là Gia Cát Lượng, khí thái ung dung là điều đương nhiên. Hồ Cát. Có. Hồ Sàng. Tuân lệnh.
Công tử, ngồi đi. Tớ ngồi đi nhìn mông ngựa sao? Nhưng đây là nơi an toàn nhất đó. Để cút đi. Ở đó, bên ngoài nguy hiểm. Chỉnh. Cha, Gia Cát Lượng quả nhiên không phải người thường. Hai quân đánh trận, không mặc áo giáp, không mang đao kiếm. Lần này ta cũng không mang kiếm. Lấy quạt. Lấy quạt. Lấy quạt. Ta nói là lấy quạt cho ta. Lấy quạt cho đại đô đốc. Lấy quạt cho đại đô đốc. Hắn muốn có quạt. Nói với hắn, quạt chỉ có một cây. Muốn lấy quạt chỉ có một cây. Truyền. Thừa tướng nói quạt chỉ có một cây. Hầu cấp. Dạ. Đại đô đốc nói thừa tướng hầu cấp. Đại đô đốc nói thừa tướng hầu cấp. Là sai rồi. Là gọi ta đó. À, ta không có nói ngại. Khắc phục trung nguyên, tranh thủ từng phút. Thời không chờ ta, xem đã người hiểu ta. Có Tư Mã Trọng Đạt, nói với hắn ta không gấp. Thừa tướng không gấp. Truyền. Thừa tướng bọn ta không gấp. Có Hầu Cát. Đưa quạt đây cho ta. Tuân lệnh. Nói với hắn, nếu Trọng Đạt hắn tới đại hán ta, phụng sự hán thất, cây quạt này của ta sẽ ban tặng cho hắn. Nếu Trọng Đạt theo đại hán ta, phụng sự hán thất, thì cái quạt này sẽ ban thưởng cho hắn. Nếu Trọng Đạt tới đại hán ta, phụng sự hán thất, thì cái quạt này sẽ ban thưởng cho quân tử. Ta có rồi. Đại đô đốc có rồi. Đại đô đốc có rồi. Đại đô đốc có rồi. Hắn có gì rồi? Hắn nói có quạt của thừa tướng rồi. Thừa tướng, ngài vẫn khỏe đó chứ? Đại đô đốc nói thừa tướng ngài vẫn khỏe chứ. Đại đô đốc nói thừa tướng ngài vẫn khỏe chứ. Nói cho hắn biết ta rất khỏe. Ta xin được chúc mừng đại đô đốc thăng quan. Thừa tướng chúc mừng đại đô đốc thăng quan. Thừa tướng chúc mừng đại đô đốc thăng quan. Thừa tướng có dám tới uống một chung rượu mừng không? Đại đô đốc nói thừa tướng có dám đến uống một chung rượu mừng không? Đại đô đốc nói thừa tướng có dám đến uống một chung rượu mừng không? Lúc ở Tây Thành, hắn không chịu dừng bước, đi trong vội vã. Rượu ngon ta chuẩn bị cho hắn đã để đến hôm nay. Lúc ở Tây Thành, đại đô đốc các người không chịu dừng bước, đi trong vội vã. Rượu ngon thừa tướng chuẩn bị cho hắn phải để đến hôm nay. Đang châm biếm đại đô đốc, bỏ thành mà chạy đó. Chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Đại đô đốc nói thừa tướng chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Đại đô đốc nói thừa tướng chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Ai kêu huynh nói vậy? Tôi muốn nâng cao sĩ khí quân ta thôi. Ngậm miệng lại. Như vậy là ý gì? Thừa tướng, nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng tới đại ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Đại đô đốc nói thừa tướng nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chỉ bằng đến đại ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Đại đô đốc nói
thừa tướng nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng đến đại nguyện ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Hắn quá điềm nở rồi đó. Nói với hắn, hắn và ta dùng tam quân làm con cờ, dùng đất làm bàn cờ, đánh một ván ngay tại chỗ này được không? Đại đô đốc các người niềm nở như vậy, chúng ta dùng tam quân làm con cờ, dùng đất làm bàn cờ, đánh một ván ngay tại chỗ này được không? Dạ, có bố trận không? Hắn muốn gạt chúng ta đánh với hắn, sau đó cắt lúa mạch của ta. Ta không mắc mưu đâu. Nói với hắn cũng đủ rồi. Trời nắng oi bức, chúng ta về dùng cơm, kêu hắn cũng đi ăn. Dạ. Chuyển lời, nói đã đủ rồi. Trời nắng oi bức, chúng ta phải về dùng cơm. Bảo hắn cũng về dùng cơm. Đại đô đốc nói chuyện đã đủ rồi. Trời nắng oi bức, đại đô đốc phải về dùng cơm. Bảo thừa tướng cũng về dùng cơm. Tư Mã Ý nhận ra cầm bẫy của ta rồi, muốn đi bảo vệ đồng lúa. Mau nói, đại đô đốc sợ hán như hổ, lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Đại đô đốc sợ hán như hổ, lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Đại đô đốc các người lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Mau mau rút quân về. Mau mau rút quân về. Đại quân rút trước, ta ở lại cắt đuôi. Thừa tướng. Không sao, nói với Dương Bình, thời cơ đã đến, cứ ra tay trước. Dạ. Đại đô đốc, đại đô đốc làm vậy là sao? Để hắn thoát ở Tây Thành, bây giờ lại thêm một lần nữa sao? Như vậy thì quá nực cười. Thuộc quân binh lực ít, lại nằm ở trên bình nguyên này, khó lòng mai phục. Mạc tướng xin đánh Gia Cát Lượng. Thuộc quân phô trương thanh thế, nếu hôm nay không đánh, mạc tướng thẹn với tam quân. Xin đại đô đốc tấn công Gia Cát Lượng. Đại đô đốc, chúng tôi nguyện đi theo các tướng quân tấn công Gia Cát Lượng. Đại đô đốc. Được. Quách tướng quân, cậu hãy thống lĩnh hai vị tướng quân tấn công Gia Cát Lượng, ta trấn thủ lúa mạch. Dạ. Dạ. Cướp cây quạt về cho ta nghe. Dạ. Bảo vệ thừa tướng, bảo vệ thừa tướng. Quách tướng quân, sao đuổi theo mãi cũng không kịp? Ta không tin họ còn biết động thổ. Đuổi theo. Trúng kế rồi, lên. Đó, đã nhìn thấy chưa? Đại quân Tư Mã Ý bị thừa tướng giữ chân rồi. Mau lên.
Cắt hết lúa cho ta. Tranh thủ thời gian cắt hết lúa đi. Đã phát hiện thuộc quân, hiện đang cắt lúa mạch. Thăm dò tiếp. Dạ. Báo. Báo đại đô đốc, Quách tướng quân bị trúng mai phục, sai thuộc hạ đi xin cứu viện. Theo dõi tiếp. Dạ. Tướng quân, lương thảo quan trọng, Quách tướng quân tài giỏi sẽ tự biết cách thoát thân. Nói bậy, nếu không thoát được thì sao? Nhưng nếu thuộc quân có lương thảo thì hậu quả không lường. Thuộc quân cắt mấy mẫu, mình canh thêm vài ngày là được. Nhưng mà Quách Hoài là tướng lĩnh, tôn lễ. Có hạ quan dẫn binh tiếp cứu. Dạ. Cha, tại họ tự đòi đi, cứ cho họ bài học đi. Đây mới là cơ hội tốt để cha thu phục bọn họ. Hồi doanh. Dạ. Cha. Nè, ngụy quân tới rồi, chúng ta đi. Đi, mau lên. Đi. Đi mau. Một vạn binh mã của thừa tướng cầm quân được 3 vạn đại quân của Tư Mã Ý, đúng là thần cơ diệu toán. Tư Mã Ý lên làm đại đô đốc, đứng đầu đương triều, thân gánh xã tắc. Ngụy Quốc, Tào Duệ lại thường hay bức ép hắn. Nếu trận đầu tiên này hắn không dám đấu, tin tức đưa về Ngụy Quốc nhất định sẽ bị triều đình chê cười, Ngụy đế nghi kỵ. Bởi vậy trận đầu tiên bất cứ giá nào cũng phải đánh. Thừa tướng nói rất đúng. Tiếc là Tư Mã Ý bỏ đi quá nhanh, không kịp giết hắn. Chẳng qua hắn chỉ làm gián thôi, cho Tam quân với Tào Duệ thấy thôi. Ta không thể đại thắng, hắn cũng không thể đại bại. Hai bên hiểu rõ trong lòng. Binh lực hơn gấp 3, bị đánh cho đại bại, còn cướp lúa của chúng ta, đúng là thật bất lực. Đại đô đốc không thể phá trận, bảo chúng ta đi chịu nhục. Cha. Có chuyện gì? Hôm nay thua lớn, trong quân quán thắng. Âu cũng là thua, thua nhỏ, tức là thắng. Cha đã biết ngày hôm nay sẽ thua. Và các lượng đúng là thiên nhân, Dương Đông kích Tây đều hổ ly sơn, chúng ta không thể làm gì được.
Người có thể thắng khi giao đấu với nhà Cát Lượng. Chắc vẫn chưa chào đời. Vậy sao còn đấu với hắn? Hào binh tổn tướng, còn bị cắt lúa trên đồng. Bây giờ nhuệ khí sa sút, khó mà phấn chấn lại. Đối đầu Gia Cát Lượng, kiểm nghiệm những gì mình học, chả cũng đâu muốn thua. Bị thua Gia Cát Lượng còn gì thể diện? Còn tới đây đánh trận hay để tranh thể diện? Những người chỉ muốn được chiến thắng có thật sẽ thắng tới cuối không? Đánh trận trước tiên phải học được thua trong vui, thua mà không nhục, thua không tổn thương mới có thể cười đến phút cuối. Tào Chân đã chết vì không thể thua trong vui vẻ. Dạ con hiểu rồi. Dạ con hiểu rồi. Chiến trường của cha không nằm ở đây. Nói nhiều sẽ mất. Còn đứng đó làm gì? Tập theo cha. Ờ, nhưng mà bọn con đang mặc giáp mà cha. Thân mặc áo giáp càng cần tôi luyện tâm tính. Ngũ Cầm Hí nếu có rùa, chắc chắn cha giỏi nhất. Quân Lương Kim Cát vận chuyển vẫn chưa đến sao? Đã cho người hối thúc nhiều lần, nhưng mà Lý Đô Hộ tới nay vẫn cứ trì hoãn. Thừa tướng, mình có cần bảo bệ hạ ban chỉ ý hay không? Phái thêm người hối thúc xem thử tại sao trì hoãn. Lúa mạch lần này có được đủ ăn trong bao lâu? Khoảng chừng 15 ngày. Vậy dù quân lương đưa tới cũng chỉ được 1 tháng thôi. Nội trong 1 tháng mình phải cùng ngụy quân đánh nhanh thắng nhanh. Tư Mã Ý tấn công cũng chỉ vì muốn đoạt thành lập công. Thừa tướng không thể không phòng. Ta chỉ sợ hắn công tới thôi. Lũ chuột các ngươi, có giỏi thì qua đây. Bọn rùa rụt cổ chưa đánh đã rút. Lại đây đi. Có giỏi thì qua đây. Có giỏi thì qua đây. Bọn qua đây đi. Phó đồ đốc. Phó đồ đốc, chuyện này là sao đây? Đại đồ đốc hạ lệnh không đánh. Chúng mắng chửi nửa tháng rồi. Đã mắng nửa tháng rồi, tức chết đi được. Phó đồ đốc, chẳng lẽ chúng ta là rùa rụt cổ sao? Đúng là lũ vô dụng mà. Tự mày, rùa rụt cổ. Lão tướng Lão tướng
Mọi người đây đây, Tư Mã. Dân kiệm các ngươi. Dân kiệm các ngươi. Dân kiệm các ngươi. Đừng có trốn. Con gan thì đừng chạy. Đừng có trốn. Đừng có chạy. Nhấn chìm các ngươi. Lão rùa rụng cổ. Ta đi gặp Đại Đô Đốc. Mời tướng quân. Nhấn chìm các ngươi. Trừ tướng quân xông vào như vậy không hay đâu. Đại Đô Đốc đang nghỉ ngơi. Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc. Không phải cô đang ở Thượng Bang sao? Sao lại tới đây vậy? Đại Đô Đốc Từ Mỹ. Tiếp chỉ. Thần Tư Mã Ý nghe chỉ. Hoàng đế chưa giết, khi đã xuất quân, ngày tốn ngàn vàng, cường tặc xâm lăng, trẫm ăn ngủ không yên. Đại Đô Đốc giữ quân không đánh, khanh có ý gì? Trẫm xem khanh như tâm phúc, khanh lấy gì báo đáp? Khanh tự suy nghĩ đi. Thần hổ thẹn, thần lĩnh chỉ. Mạc tướng nguyện giao chiến với thuộc quân. Mạc tướng cũng muốn rửa lại mối nhục. Mạc tướng cũng muốn giao chiến, rửa mối nhục xưa. Các vị tướng quân, đừng quá nóng lòng, chờ đợi thời cơ, mọi người hồi doanh đi. Dạ. Khoan. Đại Đô Đốc, chừng nào thời cơ mới tới? Đại Đô Đốc đang chờ ra các lượng già nuôi rồi chết sao? Chờ tới khi thuộc quân đã hết lương thực, gia các lượng sẽ phải rút binh. Tức cười. Gia Cát Lượng vừa mới lấy được lương thực ở đây, lại nghe nói chúng đã có quân lương. Còn Đại Đô Đốc thì ngồi ở đây bình tĩnh chờ đợi như không có chuyện gì. Đại Đô Đốc, rốt cuộc ngài có ý gì chứ? Chút lương thực đó của Gia Cát Lượng ăn được bao nhiêu ngày? Đại Đô Đốc, thánh chỉ mới ban ra sẽ được viết vào sử sách. Bệ hạ nói khách sáo. Bệ hạ còn một câu không tiện viết trong thánh chỉ, kêu tôi nói cho ngài biết. Còn nữa sao? Thần Tư Mã Ý lắng nghe thánh ý. Bệ hạ hỏi Đại Đô Đốc, liệu có còn nhớ về chuyện một người một đàn một thành hay không? Nếu Đại Đô Đốc không muốn ngồi vào vị trí này, đại ngụy ta vẫn còn người khác. Thần Tư Mã Ý lĩnh chỉ. Còn làm tướng soái thì còn chịu trách nhiệm. Làm tướng soái không thể chỉ vì cái dũng nhất thời, cần biết tình thế, xét thắng thua. Kính xin Phó Đô Đốc bấm lên thánh thượng. Vậy Đại Đô Đốc tự ăn nói với bệ hạ đi. Ta tự biết giải thích rõ ràng. Các vị tướng quân, trước khi bệ hạ tự thân chinh, các quân kiên thủ phòng ngự, ai còn dám háo chiến? Chấm. Dạ. 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 Còn gì nữa không? Mạc tướng cáo lui.
cha. Trương Đô Đốc ép mình, bệ hạ thì đa nghi. Nếu cha không ra trận, e là sẽ bị đổi tướng soái. Nếu lương thảo của chúng đã tới, e là sẽ kéo dài thêm một tháng. Nhưng bệ hạ có để yên không? Ta tự có cái sách của riêng mình, không cần nhiều lời. Ngài cứ ăn rồi ngủ hoài, có đánh trận không đấy? Hey, không đánh không tốt sao? Tôi hả? Tôi chỉ mong triều đình cứ vậy nuôi chúng ta. Không đánh thì không được về. Thế tử tôi mới sinh con trai, tôi nóng lòng về nhà. Tôi thấy không có đánh được. Tôi nghe Trường Cáp tướng quân nói, đại đô đốc chúng ta sợ tục như sợ hổ. Dê mà nhìn thấy con hổ có dám lên không? Đừng nói chuyện Gia Cát Lượng á. Tôi có nghe nói là đại đô đốc chúng ta không phải sợ hắn, mà là muốn giữ binh cho mình tự lên xưng vương. Tội chém đầu đó, không được nói bậy. Nghe nói vậy mà. Tóm lại, lần này chúng ta không về được, bởi vậy huynh không gặp được thế tử đâu. Được rồi, có ăn cần gì nói nhiều. Được rồi. Lọc quân lung la như vậy, nếu cứ tiếp tục, mình không thua Gia Cát Lượng mà thua chính mình trước. Cha, bên ngoài có người cầu kiến. Ai? Cẩu An Thục Quốc. Lát nữa dẫn hắn vào doanh gặp ta. Dạ. Con với Chiêu Nhi đưa hắn vào doanh, đừng để ai nhìn thấy. Dạ. Đô đốc, Cổ Quan Đồ Quý, ta chờ được cậu rồi. Qua đây ngồi đi. Đại đô đốc, không có ngồi nổi. Sao vậy? Trì hoãn chuyển quân lương mấy ngày, Gia Cát Lượng lôi tôi ra ngoài đánh. Ồ, đánh bao nhiêu trượng? 80. Ta cũng bị. Ngài bị đánh bao nhiêu? 60. Thật khổ cho ngài. Hồ Cát à? Dạ. Mau để Đồ Quý nằm sấp đi. Dạ. Vậy làm vậy không thấy? Không sao, công tử nhà tôi cũng từng bị đánh. Sau khi bị đánh nó cũng nằm như vậy thôi. Cứ nằm đừng ngại. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Được. Ra ngoài. Cậu ăn đồ quý, Lý Đồ Hộ vẫn ổn chứ? Không ổn. Lý Đồ Hộ hỏi đại đô đốc, ông ấy đã theo lời hứa trì hoãn việc vận chuyển quân lương. Muốn hỏi đại đô đốc, rốt cuộc đại đô đốc muốn cho cơ hội gì? Cơ hội mà ta muốn cho chính là hiện nay. Hiện nay? Gia Cát Lượng điều động 10 vạn binh mã đi lâu chưa về. Bệ hạ của cậu không lo sao? Bệ hạ lo gì? Lo hắn giữ binh cho mình. Chính sự của bên tôi đều do Gia Cát Lượng tự làm chủ. Đừng nói là 10 vạn đại quân, cho dù hắn đi lấy hết toàn bộ bá tánh, bệ hạ của tôi cũng không hỏi han tới. Rộng lượng vậy sao? À, hoàng đế rộng lượng thì ta chưa từng gặp, nhưng mà binh quyền xã tắc sao có thể giao cho kẻ khác. Nếu như hoàng thượng không lo thì Lý Đô Hộ nên có lời khuyên. Hiểu rồi chứ? Dạ hiểu. Nhớ chứ? Dạ nhớ rồi. Hồ Cát à? Dạ. Lấy thuốc chữa vết thương,
lần trước ta từng dùng. Đưa cho đồ quý đi. Dạ. Dùng lúc đi đường. Ta đây đâu đốc. Không cần gấp rút, cứ nằm thêm đi. Không nằm nữa. Tôi phải tranh thủ về ngay trong đêm. Nghĩ rất chu đáo. Ui, đau. Sư Nhi, Chiêu Nhi, đưa đồ quý ra ngoài, đừng để người nào nhìn thấy. Dạ. Đại đô đốc, Hạ Quan nhất định chuyển lời. Mời. Loạn thần tặc tử. Đánh chết cũng đáng lắm. Do các lượng giữ thân trong sạch, phong độ khí khái, lại bị dính vào đám bùn. Không đáng. Ê, đâu phải lộ thuốc đó. Thuốc tốt mà đưa thì tiếc lắm, hắn không xứng đâu. Tốt. Ba ngày. Cha, có ba ngày làm sao? Vội vàng xuất chiến và các lượng cầu còn không được. Địch ở trước mắt mà còn làm khó cha. Đúng là loạn hết rồi, không biết tốt xấu. Ăn nói cho cẩn thận. Dẫn hai đứa theo là để học hỏi thêm. Không đi được càng xa, càng phải hiểu biết mới đúng chứ. Chuyện gì cũng phải nhìn cho rõ, nghe kỹ, bớt dùng võ mồm lại đi. Bệ hạ sinh ra trong cung, chỉ thấy thủ đoạn tùy cơ ứng biến. Người xem trọng kết quả thắng thua, càng xem trọng việc thần tử có nghe lời người không. Cha, xuất binh thật sao? Thánh chỉ của ta đã tới, thánh chỉ của Gia Cát Lượng lại chưa tới. Nếu hắn nỡ lấy danh dự thánh hiền đổi lấy một chiến thắng, còn con thì phải xem ta với hắn ai sẽ kháng chỉ. Sống chết của chúng ta nằm ở suy nghĩ của hắn. Đi cởi áo giáp ra đi, ăn cơm. Dạ. Dạ. Trong triều có việc gì gấp, sao lại triệu lão phu về triều? Bẩm thừa tướng, chúng tôi cũng có can gián, nhưng bệ hạ một mực kiên quyết. Có người chê bệ hạ còn nhỏ. Ngoài Lý Nghiêm ra còn ai? Tướng quân cân nhắc. Thừa tướng, chiến thắng nằm ngay trước mắt. Nếu ra lệnh rút lui, e sau này khó tìm được cơ hội. Thừa tướng, theo Hạ Quan thấy, bệ hạ đã bị nữ sắc gian thần mê hoặc. Thừa tướng là người có trước có sau, chờ sau khi chúng ta đại thắng hãy trở về triều. Sự kính trọng của bệ hạ đối với thừa tướng, người sẽ không trách tội đâu. Quách Thị Trung nói rất có lý. Thừa tướng, tướng ở ngoài xem như lạc mất quân lệnh. Xin thừa tướng cân nhắc cẩn thận. Bái kiến đại đô đốc. Quách tướng quân, có quân tình bẩm báo sao? Mạc tướng tới đây xin chiến. Xem ra Quách tướng quân cũng có nghe nhắc tới thời hạn 3 ngày trong thánh chỉ. Lần trước Mạc tướng suýt mất mạng, nhờ đại đô đốc cho người tiếp ứng mới có thể thoát chết. Mạc tướng biết rõ đại đô đốc lo Gia Cát Lượng có âm mưu, nếu trong 3 ngày nhất định phải đánh. Mạc tướng nguyện thay đại đô đốc núi đao rừng gươm, Mạc tướng một mình gánh vác.
Người bệ hạ hối là ta. Quách tướng quân cần gì mạo hiểm? Qua đây, ngồi đi. Ngồi đi. Tạ ơn đại đô đốc. Ngồi đi. Đại đô đốc, lẽ nào ngài muốn kháng chỉ? Sao mà ta dám kháng chỉ? Ta chỉ muốn chờ thôi. Chờ? Chờ cái gì? Tuy ta đã nhận được thánh chỉ, nhưng mà Gia Cát Lượng vẫn chưa nhận được chiếu thư lui binh của Lưu Thiện. Hắn đã ra đầu ngọn gió, sao có thể công cáo trở về? Quách tướng quân, trận chiến này theo ta có hai cách đánh. Thứ nhất là giống Gia Cát Lượng, văn thao võ lược, quang minh chính đại, lập bàn cờ như ý. Hắn là kỳ tài hiếm có, dù binh lực gấp 10 lần hắn cũng chưa chắc đánh thắng được. Cách thứ hai, không phải nhìn vào xa trường, mà là phải thắng từ trong lòng người và tình thế đằng sau chiến trường. Gia Cát Lượng này khi phách hiên ngang, phong thái của thánh hiền, nhưng thánh hiền có điểm yếu của thánh hiền. Hắn thận trọng quá mức và quá trung thành với Thục Dương Lưu Thiện, lao tâm lao lực cả một đời lại dễ dàng bị người khác áp chế cản trở. Nếu hắn giống Võ Hoàng Đế, có thể làm lệnh chư hầu đoạt thiên hạ, thì trận này ta không dám cược như vậy. Nếu Gia Cát Lượng dám lộng quyền một lần, không rút thì sao? Cá cược là phải có thắng có thua. Nếu thua, ta chịu. Thừa tướng, xin thống lĩnh chúng thần tái chiến. Thừa tướng, xin thống lĩnh chúng thần tái chiến. Thừa tướng, chúng ta xuất chinh nhiều năm liên tiếp là vì cái gì? Thừa tướng, thời cơ tới rồi, không thể bỏ lỡ. Chúng ta không thể rút được. Thừa tướng, chúng thần không muốn rút quân. Chúng ta đều là thần tử của Đại Hán, nếu kháng mệnh xuất binh chính là làm nhục bệ hạ, phụ lòng của tiên đế. Bất trung bất tín, làm sao lấy được lòng dân, làm sao ra lệnh ba quân đây? Thừa tướng, trung thần thấy không cam tâm. Thừa tướng,
chúng thần thấy không cam tâm. Ý của ta đã quyết rồi, không cần phải kéo dài nữa. Các vị tướng quân lùi xuống đi. Dạ. Dạ. Công tử, công tử, ừ. Tôi đã cho Tâm Viên Ý ăn hai lần rồi. Cậu cũng dễ ăn chút gì đi chứ. Cháo này không hâm nóng được nữa. Nếu hâm nữa sẽ nát hết. Không ăn. Chưa, chưa. Chưa. Thục quân rút rồi. Tụi con đi tuần tra, chính mắt thấy thục quân đã dở trại. Nhìn kỹ chưa? Kỹ lắm rồi cha. Cha, đừng chậm trễ nữa, cơ hội tới rồi. Triệu tập chúng tướng vào lều nghị sự. Rõ. Cũng may là có ăn được một chút nữa. Lần này Gia Cát Lượng rút quân đúng là cứu mạng. Đúng. May có đại đô đốc thần toán. Lúc đầu ta nhận không được, còn xin là đô đốc cho đánh. Mời chân quân. Mời. Các vị tướng quân, theo mật báo, Gia Cát Lượng đã chia làm hai đường, lui về Kim Cát. Quân ta đúng lúc thừa thắng xông lên. Trương Cáp, Ngụy Bình. Có mặt tướng, có mặt tướng. Trương Cáp sẽ làm tiên phong, dẫn theo 5.000 kỵ binh truy kích Gia Cát Lượng. Ngụy Bình dẫn theo 2.000 bộ binh làm hộ vệ. Ta dẫn theo đại quân đi theo tiếp ứng, lập tức dẫn binh xuất phát. Rõ. Phó đô đốc có ý kiến gì? Đại đô đốc, Gia Cát Lượng giỏi về mai phục. Quân ta nhiều lần truy kích đều bị trúng ám toán, mà tôi nghĩ lần này rất khó truy kích. Mấy hôm trước phó đô đốc cứ hối ta xuất chiến, hôm nay ta muốn xuất chiến, phó đô đốc sao lại không chịu? Phó đô đốc thân làm quan tiền phòng, thuộc quân rút về, lẽ nào không nên truy kích? Tôi tổng quân 30 năm, quyết chiến xa trường, chưa từng lùi bước. Chỉ là hôm nay không giống bình thường. Ta hiểu lo lắng của phó đô đốc. Lần này quả thực không giống trước đây. Lần này có thánh chỉ thúc chiến của bệ hạ. Phó đô đốc, chúng ta đều không thể kháng chỉ bất tuân. Mạc tướng tuân lệnh.
Phó đô đốc nhớ phải thận trọng hành sự, nhất định không được sơ hở. Rõ. Các vị tướng quân, theo lệnh hành sự, đắc thắng trở về. Rõ. Quỳ tướng phía trước, mau nộp mạng đi. Chỉ có một đám binh mã, xem ra Thục Quốc đúng là cùng đường bí lối rồi. Muốn chết à? Cho, 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 hỏi. Cho, 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 hỏi, 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 hỏi. Bẩm báo đại đô đốc, phía trước đâm nhầm có hai phù của Ngụy Diên đã bị phó đô đốc đánh lui. Phó đô đốc đúng là dũng mãnh. Nói cậu ta, bốn đô đốc vô cùng vui mừng, cứ tiếp tục đuổi theo. Dạ. Chưa. Chưa. Phía trước cho con mai phục. Vào đường đi. Dạ. Dạ. Không có mai phục. Chưa. Chưa. Không được, có mai phục. Chờ nộp mạng đi. Để có ai nộp mạng. Chờ. Quân chỉ được có vậy thôi sao? Bẩm phó đô đốc, đại đô đốc khen phó đô đốc anh dũng, dặn phó đô đốc phải chú ý cẩn thận. Người phải cẩn thận là hắn đó. Đuổi theo. Lên!
đám tàn binh vô dụng, không biết sống chết. Chuẩn bị. Bẩm lại đô đốc, phó đô đốc đuổi theo ngụy viên Quang Hưng, bây giờ đang giao chiến. Địch có bao nhiêu binh mã? Không tới 1.000. Có 2 tiểu tướng, binh mã không tới 1.000. Không để phó đô đốc vui trọn vẹn. Bây giờ phó đô đốc đang ở đâu? Sắp tới Mộc Môn Đạo. Nói với cậu ấy, đại quân sẽ tới phối hợp, dặn cậu ấy cẩn thận. Rõ. Chưa. Chưa. Chờ nộp mạng đi. Chờ. 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 Cẩn thận mai phục, di chuyển chậm thôi. Chờ. Thôi bỏ đi, coi như cho Tư Mã Ý mượn một con dao vậy. Xa thân gì nữa là lỗi của ta. Ta đã dặn dò chú ý cẩn thận, nhưng cậu vẫn bị trúng kế của đám tiền quân đó. Nè nè nè, công tử, công tử, công tử à, công tử. Ta phải tiêu diệt chúng, trả thù cho cậu. Đại đô đốc, bảo trọng sức khỏe. Vị công tử, dìu đại đô đốc vào trong. Dạ. Tránh ra. Công tử. Tiểu bối các ngươi không biết ta và Tuấn Nghĩa tình như thủ túc, cùng chung mối thù. Đau chết ta rồi. Tim ta. Tan nát rồi. Tim ta tan nát rồi. Quách Hoài,
thôn phu gia ca. Đại đô đốc bớt đau buồn. Công tử, đại đô đốc công tử. Chúng ta không đổi trời chung. Đại đô đốc công tử bớt đau buồn. Đại đô đốc công tử. Có phải cha làm hơi quá rồi không? Chắc cha đã biết phó đô đốc sẽ chết ở đó. Cha hiểu Gia Cát Lượng như vậy, sao cha có thể không biết hắn ta mai phục ở một môn đạo được? Lúc trinh sát và báo tin, cha không lo lắng cũng không vội vàng. Gia Cát Lượng và cha đúng là kỳ phùng địch thủ. Được nhìn thấy một ván cờ đặc sắc như vậy còn hơn đóng cửa khổ luyện 10 năm qua. Trương Cáp tướng quân, dù gì đi nữa cũng là nguyên lão suốt 3 triều đại, bách chiến Hán Trung, dẹp Ngô Giang Hạ, đại thắng Nhai Đình, hợp ngang chia dọc, là bậc anh hùng hiếm có. Có giỏi hơn nữa mà không phi nhanh bằng cha thì cũng vô ích thôi. Nếu giữ lại sẽ bị cản trở, còn không biết ngày nào trở thành con dao của hoàng đế nữa. Làm như vậy là ích kỷ, không chính trực. Đại ca lại yếu lòng nữa rồi. Được chết dưới tay Gia Cát Lượng cũng không mất mặt phó đô đốc. Trương tướng quân dưới suối vàng biết được cũng sẽ ngậm cười mà thôi. Không biết bệ hạ có thích món lễ vật này không? Để chỉ muốn xem biểu hiện của người mà thôi. Vì vậy công tử vào trong đi, đại đô đốc ngất xỉu rồi. Mau lên!